Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình trở lại xin chia sẻ với các bạn quá trình mình làm một cái cây mai chiếu thủy sắp đế các bạn, từ một cái nhánh chiết ha. Ở đây các bạn xem cây này là mình đã chiết và mình đã sắp đế lần đầu rồi nè các bạn. Thì các bạn xem cái bộ rễ cây nó ra rất là đều đúng không? Ở đây nè, ở đây cũng có cọng rễ ha, các bạn xem sát ở dưới đây nè, nó cũng có cọng đây, các bạn xem ha. Thì cây này gần như là rễ 24 giờ luôn rồi các bạn đó. Thì từ một cái nhánh chiết mà mình làm ra được cái cây này nó cũng khá là đơn giản ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình hướng dẫn chia sẻ chi tiết với các bạn ha. Để bắt đầu làm á các bạn, đầu tiên thì mình phải mình bỏ bầu và mình chiết cái nhánh này các bạn. Thì các bạn có thể xem lại cái video mà mình hướng dẫn các bạn chiết nhánh mai chiếu thủy với các bạn. Mình sẽ để cái đường link ở dưới cái phần bình luận ha các bạn, của phần bình luận của video này á, thì các bạn xem lại giùm mình cái video đó ha. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch cái nhánh chiết và mình sẽ dâm và mình chải đế cho nó ha các bạn. Thì ở đây nè các bạn, cái nhánh này là mình quan sát mình thấy nó ra rễ rồi nè ha. Tại vì mình bầu bằng cái bịch ni lông đó các bạn, cho nên các bạn có thể quan sát từ bên ngoài á, thì các bạn thấy nó đã bắt đầu có rễ rồi nè, thấy chưa. Thì theo kinh nghiệm của mình á, thì nó chỉ cần ra vài cọng rễ thôi thì mình thu hoạch nó đi, mình cắt nó vô ha, chứ mình không nên để nó nhiều quá, rễ nó sẽ rối ha các bạn. Sau này mình chải nó sẽ cực, thì nó ra được vài cọng là chủ yếu là cho cái nhánh chiết này nó sống là được ha. Rồi mình sẽ thu hoạch nó đi. Đây là cái giống cây mai chiếu thủy nu gò công lá lớn ha các bạn. Còn ở đây thì mình cũng mới vừa thu hoạch được hai nhánh cây chung nu da đen ha các bạn. Cây này lá chung ha. Các bạn thấy rễ không, nó cũng mới ra vừa đủ thôi ha. Mình không có để cho nó già và nó nhiều quá thì sau này nó rối, mình chải nó khó ha các bạn. Này, nhánh này cũng vậy nè, nó có một ít rễ ha. Như đây là nó đủ sống rồi ha. Bây giờ mình tiến hành mình trồng ha các bạn. Thì để mình trồng cho cái cây, cái nhánh này nè, cái nhánh mai chiếu thủy thì nó ra thật là nhiều rễ các bạn, để mà mình chải cho nó đều á. Thì cái chất trồng quan trọng nhất là cái chất trồng ha. Thì mình phải chọn cái chất trồng làm sao cho cái bộ rễ nó dễ phát triển và nó phát triển đều ha các bạn. Thì ở đây là mình sử dụng cát nè, với lại cho đen với mụn dừa ha. Thì cái cho mà cho đen là cái cho mà đã nung trong lò gạch đó các bạn, cho nung rồi ha. Thì mình sử dụng cát cho mụn dừa mỗi cái khoảng tỷ lệ đều nhau ha các bạn, rồi mình trộn lên đi ha. Thì cứ mỗi cái 1/3 đi ha đó, thì nó lấy tương đối vậy thôi các bạn. Mình trộn cho nó đều lên. Rồi bây giờ mình sử dụng cái chậu ha, chậu nhựa thôi, lỗ thoát nước tốt đều nè ha. Rồi mình sẽ trồng. Cho ít đất vô trước đi. Các bạn lấy khéo khéo ra nó đừng có bể, rồi mình để gì mình trồng vô thôi. Rồi
vậy mình cứ tưới nước rồi mình có thể để bóng râm 1-2 ngày, còn mình để ngày nắng luôn cũng được ha các bạn. Bạn cái thùng xốp này có 6 cây ha, 5 cây ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình chải đế nha các bạn. Dâm rồi rớt ra một cây đây. Rồi bây giờ mình dùng cái đế giả này các bạn, cái này mình làm bằng cái mụn dừa với đế xi măng ha. Bây giờ mình sẽ để lên mình chải cái đế ra. Hồi nãy mình chừa một cái khúc của cái nhánh chiết á, giờ mình xăm cái lỗ đây nè. Xăm cái lỗ đây đi. Mình ghim cái cây này qua. Thank you.
Giờ đợt này là mình trồng, mình chờ cái cọng rễ nó lớn cỡ bằng cái mấy cọng rễ nó lớn cỡ chiếc đũa rồi mình lại rút lên. Mình mới trải lần nữa ha các bạn. Nói chung là cọng cây này là gặp cây này vậy là ok quá rồi. Mới mới chiếc mới dâm có lần đầu mà rễ nó đều dăn rồi nè. 24 giờ ha. Rồi về vô chậu các bạn coi cái chậu cọng rễ nào mà nó méo thì mình sửa lại một chút đi. Rồi mình cho chất chồng vô nó giữ cố định cho mình luôn ha. Còn cái cọng nào mà nó cứng quá nó không chịu nằm mình có thể mình lấy cọng nhôm mình ghim. Ghim mình giữ cho nó theo vị trí như ý muốn của mình ha. Rồi như vậy là mình tưới nữa là xong rồi các bạn. Đó gì đó là sau này khi mà làm nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn tiếp theo ha. Bây giờ hôm nay cái phần mà chia sẻ của mình thì tới đây thôi các bạn. Đó giờ mình tưới nữa, mình đầu mình đem ra ngoài nắng và có thể mình để trong mát 2-3 ngày cho cây nó hồi phục mạnh đi ha. Mình đưa ra ngoài nắng mình trồng chắc tầm cỡ 3 tháng nữa thì mình mới trở lại mình xử lý những cái cây này ha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.